đẹp xuân 2022 về nhớ xuân xưa, mừng Tết Nguyên Đán. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Việt US 1040. Chúc cả nhà năm mới vạn sự như ý, mã đáo thành công. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ cho kênh trong suốt thời gian qua. Đây là video mới tiếp theo rất đặc biệt của kênh để chào đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Một video sẽ tràn đầy sắc hoa đẹp tưng bừng. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Có người nói mùa xuân là mùa của cây trái đơm bông, đâm chồi nảy lộc, chim muôn tìm bạn, và con người ta cũng không ngoại lệ. Cứ mỗi độ xuân về lại rối rít gọi bạn muôn phương, lời hẹn hò lúc giả biệt để tọa đi khắp nẻo đường. Năm hết Tết đến, xuân về lại thắt thỏm chờ mong ngày trở lại. Nhưng cũng có nhiều lời hẹn lúc chia tay rồi không thực hiện được, chưa hẳn là bội ước, có lẽ một nơi nào đó bạn của mình nhớ lắm, mong lắm, nhưng rồi đành ngậm ngùi với hai chữ lỗi hẹn. Dù bè bạn không về lại được bên nhau nhưng mùa xuân vẫn cứ đến, chợt nhớ đến dăm câu thơ hay. Xuân vừa đến bên cửa sổ chiều hôm, khe khẽ gọi xuân yêu thương nhiều lắm, thương vội chi khi xuân vừa cập bến, xuân với tình ai há nở chi phôi. Có bạn hỏi mình Tết ở Mỹ ra sao, có vui không? Mỗi độ xuân về Tết đến có nhớ xuân xưa ở quê nhà Việt Nam nhiều không? Không thể diễn tả hết mọi thứ, chỉ tâm tình đôi dòng tâm sự cùng bạn bè gần xa. Ở xứ người nước Mỹ, mặc dù các nghi lễ đã được đơn giản hóa nhưng Tết đối với người Việt ở bất cứ nơi đâu vẫn luôn là dịp để người thân, bạn bè tụ họp và để giới thiệu với các con của mình, cũng như bạn bè nước ngoài về Tết và nét đẹp văn hóa của Việt Nam. Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp năm hết Tết đến là các gia đình người gốc Việt mình dù đã định cư ở Mỹ hơn 40 năm hay chỉ mới qua Mỹ gần đây, ai cũng trang trí lại nhà cửa để tạo không khí vui tươi đón chào Tết à sống bờ lịch. Năm nay là Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Chỉ cần mở cửa bước vào phòng khách của các gia đình là bạn đã thấy tràn ngập không khí Tết với những đồ trang trí mang đặc trưng của Việt Nam như hoa cúc, hoa đào, hoa mai, câu đối đỏ, băng pháo đỏ, bánh chưng. Bàn thờ Phật hay bàn thờ Chúa đều có chưng hoa tươi thật sinh động. Năm nay, các gia đình gốc Việt ở Mỹ đều cố gắng tổ chức đón Tết sớm với một hoạt động rất đơn giản, đó là cùng người thân gói bánh chưng và nấu một số món ăn truyền thống, trong điều kiện COVID còn lây lan khách khứa có phần hạn chế hơn. Hình ảnh ngoài trời mưa tuyết giá lạnh ở những tiểu bang xa, nhưng trong nhà luôn tràn ngập tiếng nói cười râm ran khiến căn hộ trở nên thật ấm cúng. Có lẽ là hình ảnh điển hình nhất cho ngày Tết âm lịch ở Mỹ của bà con người Việt sống xa xứ. Do điều kiện làm việc nên nhiều người Việt không được nghỉ trước Tết. Chính vì vậy, những dịp như thế này chính là lúc để họ cùng người thân và bạn bè sum vầy cùng nhau ôn lại những kỷ niệm cũ và thăm hỏi lẫn nhau, trong khi thưởng thức các món ăn truyền thống của người Việt. Một bác lớn tuổi từng chia sẻ, mình muốn cho bọn trẻ biết phong tục của người Việt Nam là cứ đến Tết thì gia đình, người thân cùng tụ họp với nhau, ngồi cùng với nhau vì thường ngày ai cũng bận rộn, thật đơn giản nhưng ấm cúng phải không các bạn? Với thế hệ người Việt từng sang Mỹ cách đây gần hơn 40 năm, nhiều người cho rằng những người gốc Việt như vậy không còn nhớ nhiều về Tết Việt. Nhưng thực tế ngược lại, cảm xúc của họ vẫn không hề thay đổi, mỗi dịp Tết đến là lại nôn nao, mang nặng nỗi nhớ về quê hương đất nước. Một cố lớn tuổi khác chia sẻ hàng ngày mình rất bận rộn với công ăn việc làm, nhưng Tết đến rất nôn nao, phải dọn dẹp nhà cửa, trang trí nhà cửa rồi đi chợ hoa, chợ Tết để sắm cây mai, cây đào, có không khí Tết rất vui. Nhất là cư dân sống ở tiểu bang Cali Tết Nguyên Đán về không khí thật rộn ràng, cứ ra khu thương xá Phước Lộc Thọ hay các chợ Việt Nam những ngày cận Tết là thấy ngay không khí Tết ùa về thật háo hức. Mình là người Việt Nam và dù mình ở nơi nào, đi đâu nơi nào nhưng mình vẫn là người Việt Nam, văn hóa phong tục của Việt Nam rất hay nên mình vẫn muốn giữ một cái gì đó của người con đất Việt. Thật ý nghĩa và cảm động làm sao, những dòng suy nghĩ tuyệt vời như vậy luôn lan tỏa trong cộng đồng người Việt ở Mỹ. Nhiều người cho biết Tết Nguyên Đán là dịp đoàn viên và những ngày trước Tết là trong mình lại tràn ngập những kỷ niệm và nỗi nhớ nhà da diết. Chỉ là một buổi gói bánh chưng hay bánh tét để cùng nhau quây quần, chia sẻ mỗi khi Tết đến, nghe thì chỉ là một hoạt động rất giản dị nhưng lại rất có ý nghĩa khi trong thâm tâm những người Việt luôn muốn truyền cảm hứng cho các con của mình, nhất là những thế hệ thứ sinh ra tại Mỹ với mong muốn các con mình sẽ hiểu và yêu những nét văn hóa truyền thống của quê hương Việt Nam của mình.
Hàng năm vào đầu xuân, người Việt vùng Little Sài Gòn, thành phố Westminster lại tưng bừng tổ chức các buổi hội chợ Tết, với tiếng pháo đi đùng rộn rã, với chợ hoa muôn sắc hoa nở rộ, với những đại hội tân niên của các hội ái hữu, hội đồng hương. Gặp nhau trong những ngày hội ấy, người Việt tị nạn có dịp ôn lại những kỷ niệm xưa, ai còn ai mất, hơn nữa là dịp nhớ lại các mùa xuân xưa. Có những cựu binh Việt Nam Cộng Hòa đã trải qua những mùa xuân rực lửa trên các chiến trường miền Nam xưa trước 1975, nhất là tại chiến tuyến Xuân Lộc trong suốt 12 ngày đêm. Mùa xuân 1975 đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong họ mỗi khi xuân về khi sống ở hải ngoại. Vẫn còn đó nỗi nhớ khó quên của những mùa xuân chiến tranh trong nỗi ám ảnh kinh hoàng, những nuối tiếc khôn nguôi, chen lẫn nỗi niềm hoài cổ của một cuộc chiến tương tàn thời trước 1975. Càng cảm động hơn khi nghe giới trẻ gốc Việt ngày nay ở Mỹ, có người san sẻ ý nghĩa rằng tôi rất vui khi được bố mẹ dạy cho mình về văn hóa Việt Nam. Đó là những trải nghiệm mà bố mẹ tôi từng có từ khi còn nhỏ. Tôi sẽ chia sẻ những điều này với bạn bè và người thân của mình và hy vọng sẽ có nhiều người muốn tham gia các hoạt động như thế này cùng gia đình chúng tôi. Cùng nhau sum họp chia sẻ những kỷ niệm vui buồn và chúc nhau những điều tốt đẹp nhất trong năm mới chính là một nét đẹp của văn hóa Việt Nam và cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Có thể nói đó chính là những sứ giả, những việc làm giúp lan tỏa những truyền thống, nét đẹp văn hóa của Việt Nam tới bạn bè quốc tế và cư dân bản địa. Đây là video tiếp theo được thực hiện trong loạt video du ký, ngắm và chụp ảnh hoa đẹp. Mời các bạn cùng xem hình ảnh của những cánh hoa đẹp mà mình đã chụp được trong chuyến du ký trong đến ngày những ngày cận Tết âm lịch 2022. Chúc mọi người xem tiếp video vui vẻ trong nhạc nền thật thú vị và hấp dẫn nha. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thư giãn tuyệt vời với hoa đẹp và âm nhạc phiêu lãng.
Video tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Nếu có thể xin dành chút ít thời gian để đăng ký, like, share ủng hộ cho kênh Việt US 1040, một hoa mỗi ngày.